Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một bánh, đó là bánh mousse. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ đặt hai quả trứng. Rồi chúng ta sẽ cho bột mì vào. Rồi chúng ta sẽ cho sữa chua vào. Và mình sẽ bỏ thêm một củ sữa chua nữa, bởi vì mình rất là thích ăn sữa chua luôn. Bởi vì trong sữa chua đã có sẵn đường rồi đó, nên là mình sẽ cho một xíu xíu đường vào thôi. Làm quả như đây. Nhiều quá. Một chút xíu thôi. Làm quả như đây. Không, cho thêm một chút xíu này. Như đây là tầm khoảng một muỗng đường rồi đó. Chúng sẽ đã trộn đều, quậy đều hỗn hợp này lại. Sau khi được hỗn hợp nó mịn như thế này rồi á, thì chúng ta sẽ đi hấp cách thủy trong vòng khoảng 5 phút và chúng ta sẽ được một bánh mousse cực kỳ thơm ngon. Và chúng ta sẽ trang trí đó là gì? Xoài. Và chúng ta sẽ được món bánh mousse xoài. Damn, so easy. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng một cái màng bọc thực phẩm. Mình không có màng bọc thực phẩm, quên mua rồi, nên mình sẽ dùng một cái bình nhựa bịt nó lại. Rồi chúng ta sẽ dùng cây tăm hay gì đó chọt lỗ nó. Nếu như các bạn ở nhà có cái thau hình vuông á, hoặc là cái khay hình vuông á, chúng ta đổ sẽ ra bánh đẹp hơn. Mà mình không có khay hình vuông nên mình sẽ dùng cái tô một đỡ, mình sẽ cắt cái phần đẹp nhất ra để trang trí. Ok, nước đã sôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái hỗn hợp bánh mà chúng ta làm đây là một cái khay, rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại. Và trong lúc chờ bánh chín á, thì mình sẽ gọt xoài để trang trí bánh. Bây giờ là mùa xoài rồi nên là tìm những trái xoài chín là rất là dễ luôn. Xoài chúng ta sẽ cắt lên phần thịt, rồi một đỡ chúng ta sẽ cắt hình vuông để trang trí. A few moments later. Sau gần 30 phút, hơn 30 phút luôn á, cuối cùng cái máy cũng đã chín một màu vàng tươi. Bây giờ mình sẽ cho em nó ra khỏi dĩa, sắp xếp và thưởng thức. Và đây là thành quả của chúng ta. Ôi, những miếng bánh thật là đẹp, thật là vàng ươm và màu sắc. Còn cái khối đó nữa, trời ơi, nhìn rất là thích luôn, cứng cáp và trẻ đẹp đẽ. Nhưng nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là ánh trăng của sự lừa dối. Thật ra là nó như thế này. Mình đã cắt hết tất cả những phần hư hao để được một dĩa như thế này. Và thật sự cái tô ra là như thế này đây. Đây cũng là một phần lỗi của mình, chứ không phải là công thức. Lỗi của mình nhất là các bạn không nên dùng cái tô này để làm. Các bạn hãy làm dùng bằng cái khay hình vuông á, thì mình nghĩ nó sẽ chắc chắn hơn. Và một điều nữa là khi làm cái bánh này xong á, các bạn nên để cho nó thật nguội và thật lạnh để lấy ra, để không nó bị, nó còn dính đây nó bám này á, là nó sẽ bị như thế này, hoặc bị như thế này. Hoặc là các bạn có thể thử thực hiện một cách nữa là chúng ta sẽ quét một lớp bơ đang chảy ở ngoài cái thành viền này á, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng phần bột đó đổ vào cái phần này, để khi nào chúng ta lấy bánh ra nó dễ dàng, nó trơn tru hơn là cái phần như thế này. Cái này thật sự rất là cứng, mà mình đã cố gắng để lạnh hết mức có thể và bỏ đá, nhưng mà do bản thân mình cũng hơi bị hấp tấp nên là mình lấy ra trước luôn rồi á. Nó chưa thật sự là lạnh thật cực kỳ lạnh, mà chỉ là hơi ấm ấm thôi, mà mình lấy ra và cuối cùng nó tan tành. Nó tan thành mây khói như thế này đây. Và hơn rằng là trong những số tan thành mây khói đó, thì mình đã lựa chọn được những cái đẹp để mình cắt. Nhưng mà cắt đĩa nó ra tạo ra được một cái dĩa như thế này. Hú hồn chưa? Bỏ cái phần đó đi không? Đường nào chúng ta cũng sẽ rút được kinh nghiệm. Và bỏ cái phần đó đi không? Đường nào chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm cho lần sau. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức em nó như thế nào. Và em nó vẫn là tuyệt vời. Ok, chúng ta sẽ ăn nó. Cái cấu trúc của bột bánh đó là nó béo, thơm, chua nhẹ nhẹ của sữa chua và chua nhẹ nhẹ của sữa chua và nó hơi ít ngọt một xíu. Nếu được thì các bạn cho thêm đường nha. Nếu mà mình nâng đôi công thức lên là hai phần sữa chua, nên cái này hơi chung chút xíu, bạn bỏ thêm chút đường cho nó ngọt ngọt lại là ok. Về phần xoài ăn vô này thì nó sẽ kết hợp rất là ok luôn, hòa quyện với nhau, chua chua còn có hậu vị ngọt ngọt nhẹ nhẹ. Ngoài cái xoài này là các bạn thể ngoài cái xoài này ra thì các bạn có thể bỏ được bất cứ thứ gì các bạn muốn, ví dụ như là nho khô, ví dụ như là nho khô, dưa hấu, rồi cherry, rồi gì đó ta, trái dâu, vân vân, tất cả những thứ gì mà các bạn muốn là các bạn bỏ lên ăn được kết hợp. Và cái phần này là cái phần giả mousse thôi, mà nó làm màu vàng, giả là
gì ta, xoài, mousse xoài, yeah, mousse, mango mousse, mango mousse, yeah, này thế này ăn cũng rất là tuyệt. Dạ, và video nấu ăn lần này của mình đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình Duke Let's Eat và follow Instagram của mình là Cá Uống Đó nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Bye bye.